vuông vức 7.700 square feet, tha hồ mình xây ADU nha mọi người. Xin chào tất cả mọi người, là Trúc Nguyễn mua bán nhà Nam Cali đây. Hôm nay Trúc muốn giới thiệu với mọi người một căn nhà nằm ở thành phố West Garden Grove. Đây cũng là một trong những location mà Trúc thích nhất ở quận Cam mọi người, bởi vì nó giáp ranh với các thành phố khá có giá nhà khá đắt đỏ giống như Cypress, Los Alamitos, Seal Beach và Westminster. Thì cái căn nhà này nó mới bán lại market mà Trúc thấy giá thì tốt quá, cho nên là rất là vui, rất là excited để mà gửi tới mọi người liền. Bởi vì Trúc biết là căn nhà này sẽ không bán on market, nhưng mà sẽ không ở trên market lâu đâu mọi người. Một vài ngày nữa bảo đảm nó sẽ vô escrow ngay thôi. Cho nên nếu mà anh chị em nào mà đang tìm nhà mua để ở hoặc cho thuê, hoặc là muốn tìm trường học tốt cho con cái mình, thì đây là một căn nhà rất là lý tưởng. Bởi vì West Garden Grove hội đủ tất cả các trường học là thuộc là top của học khu Garden Grove mọi người, điểm trung bình 90 không à. Cái thứ hai nữa đó là do nằm gần biển khoảng 10 phút lái xe, cho nên khí hậu rất là tốt đúng không nè. Mùa hè đó rất là thoáng mát, nó không nóng, nó không quá nóng giống như ở các khu vực khác ở thành phố Garden Grove. Và cái điểm nữa là sao mọi người, hàng xóm thì rất là an toàn và rất là yên tĩnh. Mọi người biết không, mua nhà thì hàng xóm rất là quan trọng, nó chiếm tới hơn 50% giá trị của căn nhà. Nếu mà mình mua nhà mà cho dù nhà có đẹp như thế nào mà hàng xóm không tốt thì mình cũng đâu có dám ở. Nhưng mọi người biết thành phố nào cũng vậy, cũng có khu tốt, khu xấu, chứ không phải là khu nào mình nói Garden Grove cái khu nào nó cũng tốt giống nhau. Nhưng đặc biệt West Garden Grove là một trong những khu vực thời tiết mát mẻ, giao thông thuận tiện, tại vì nó gần freeway 22 mọi người, cho nên mình đi đâu cũng rất là tiện. Gần trường học, cũng gần những cái hàng ăn, quán ăn uống. Mọi người đi ra ngoài đường lớn là mọi người sẽ thấy có nhiều nhà hàng ở đó rồi. Căn nhà này có gồm có 3 phòng ngủ, 2 phòng tắm, rộng hơn 1.200 square feet. Nhưng mà đặc biệt cái giá trị ở của căn nhà này, một cái điểm nhấn nữa nha mọi người, là đất tới 7.700 square feet luôn. Để cho các bạn có nhu cầu để xây ADU, để cho thuê, hoặc là cho gia đình của mình ở, nếu mà gia đình có đông người, thì đây là một căn nhà cũng rất là tốt để cho các bạn có nhiều room để mình làm thêm nhiều thứ mình muốn. Phòng khách nè mọi người, phòng size của phòng khách này cũng ok lắm, không có quá nhỏ đâu. Nói chung nhà này 3 phòng ngủ, 2 phòng tắm, rộng 1.200 square feet. Thì cái không gian mà sử dụng tầm Trúc thấy là rất là có duyên và rất là vừa phải. Thì mọi người thấy đây là không gian bếp. Phía sau lưng của Trúc á là nơi để bàn ăn. Mọi người thấy không gian rất là thoáng, thoải mái. Hello little assistant. Say cheese. Cái phô bát ở ngoài. Đây là một phòng nhỏ thôi. Hôm nay mình đi quay có assistant của mình đi theo. Đây là phòng master. Cái size cũng vừa thôi, không rộng lắm, nhưng có full bath phía trong restroom như mà mọi người thấy này. Vuông vức 7.700 square feet, tha hồ mình xây ADU nha mọi người. Ở phía sau này nó gọi là cái khu vực để thoát nước ở phía sau này, cho nên phía sau mình cũng không có neighbor. Chỉ có neighbor ở hai bên hông thôi. Đó. Thì phía sau chưa có hàng rào, thì mọi người muốn xây hàng rào thì mình xây nha. Mọi người thấy căn nhà này á, cái frame nó vẫn cần, cái frame nó vẫn còn rất là cứng cáp mọi người. Mình vô mình chỉ remodel sơ sơ là mình có thể mình ở được, hoặc là mình cho thuê được với giá rất là tốt. Phía sau thì mọi người thấy nè, đất 7.700,
rất là rộng. Nhà này 3 phòng ngủ, 2 phòng tắm, rộng hơn 1.200 square feet và lot size là 7.700 square feet, đang được chủ kêu bán với giá là 795.000. Mọi người biết cái một cái giá 795.000 cho một căn nhà West Garden Row mà lot size 7.700, rộng hơn 1.200 square feet mà cái frame vẫn còn rất là tốt, rất là cứng cáp. Mình vô chỉ sơn lại nè, thay thảm, remodel kitchen và hai cái bathroom là mình thấy là căn nhà hoàn toàn khác biệt, nó sẽ sáng lung linh liền luôn á. Nếu mà mọi người thích căn nhà này, xin gọi cho Trúc Nguyễn số điện thoại 714-797-4118. Nếu mà mọi người đang tìm nhà hoặc là muốn mua nhà, bán nhà tại khu vực miền Nam California hoặc cần tư vấn miễn phí về các dịch vụ địa ốc, xin gọi cho Trúc Nguyễn tại số điện thoại 714-797-4118. Xin mọi người hãy nhấn like, subscribe để Trúc có thể có thêm nhiều động lực nữa làm video hay hơn, chất lượng hơn và nhiều ý mang đến cho mọi người thêm nhiều kiến thức về địa ốc tại vùng Nam California của mình. Video đến đây là hết rồi, Trúc xin hẹn gặp lại mọi người vào video kỳ tới nha. Cảm ơn mọi người đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.